Mến chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Thì ở ngoài quốc lộ 1 thì mình thấy xe khách lâu lâu cũng có chuyến vẫn chạy, nhưng mà rất là ít. Còn thành phố Long Khánh thì các quán cà phê, các quán ăn đồ là coi như tạm nghỉ đóng cửa ở đây. Ví dụ như đây là quán này tạm nghỉ vài ngày, đó, không biết bao nhiêu ngày. Rồi bây giờ mình sẽ chạy một vòng quay quanh thành phố Long Khánh cho các bạn xem nha. Mình đeo khẩu trang nói nghe nó hơi vướng vướng sao á. Mình chạy trên con đường chính là con đường đại lộ Hùng Vương của thành phố Long Khánh. Giờ là 10 giờ. Nói chung là thành phố cũng thưa người hơn những cái ngày thường. Giờ mình chạy dọc ra trên tuyến đường này là tuyến đường thông thường là đông người nhất nè. Vừa chạy một ngã đầu bên này ra quốc lộ 1, đoạn kia cũng ra quốc lộ 1 luôn. Nhưng mà rất là ít người. Bình thường con đường này lúc nào cũng đông đen. Nhờ có khách vãng lai người ta đi xuyên qua thành phố Long Khánh đây người ta tham quan luôn á, cộng với lại dân địa phương. Để mình đi xong con đường này mình vô thử một số cây đường hẻm thử xem coi, các cái đường mà trục đường buôn bán bình thường sản xuất á, thử xem coi nó như thế nào các bạn nha. Thông thường phía trước đây là một cái khu vực đó là nó có siêu thị rồi, lúc nào cũng đông đen hết, mà bây giờ mình thấy rất là vắng. Sao camera nó cho cái tắt đây không? Chắc đây là gì, bay bằng chống đá không, bằng chống đó. Đây là thế giới di động rồi là cũng vắng que, đồ điện. Cái khu này là thông thường là rất là sầm uất. Nó là một khu phố, bên này khu phố đi bộ nè, rồi khu văn hóa nè, rồi bên này là siêu thị nè. Mình thấy siêu thị vẫn mở cửa mà không biết có bán không, cửa khép khép thôi. Đa số các quán cà phê đồ thì đóng cửa. Khu bánh mì kiều nè, bánh mì là nguy hiểm nhất, là người ta cầm vô trong tay cũng nghỉ bán rồi các bạn. Người ta cầm ta vuốt ở trên tay rất là nguy hiểm. Bán vàng cũng nghỉ luôn. Đường phố rất là vắng vẻ. Bánh mì là một cái, với nước mía là hai cái nguy hiểm nhất, là người ta bánh mì người ta cầm ta vuốt trên tay đó. Còn nước mía thì họ cầm họ vót đó, ở trên tay luôn, rất là nguy hiểm. Phía ngoài mặt tiền thì mình thấy vắng á, mà không biết ở trong xóm thì sao. Thì mình sẽ tiến về cái phía chợ của Long Khánh các bạn nha. Tiến về phía chợ.
phía trước là cổng chào để đi ra ngoài quốc lộ 1 á, đi ra ngã ba Cua Heo Bình Lộc Long Khánh á. Ở đây các cái hàng quán đồ cũng vẫn là mở cửa nhưng mà rất là thưa người. Đó là phía trước, bây giờ mình chạy thử một vòng quanh cái qua cái khu vực chợ thử xem nó như thế nào nha các bạn. Phía trước là quốc lộ 1 rồi đó. Đó, đây là khu vực này cũng buôn bán sầm uất, kia là điện máy xanh, bữa nay mình cũng thấy đóng cửa rồi. Đóng cửa không ta? Hình như cũng còn bán. Điện máy xanh cũng còn bán kìa. Còn mở cửa bán kìa. Rồi đó, một số gian hàng cũng còn bán. Rồi mình sẽ đi vào khu vực chợ thử xem. Chợ cũng rất là ít người. Xe máy cũng gửi cũng khá nhiều. Nhưng mà so với ngày thường thì rất là thưa người rồi. Xuyên qua con đường này nữa. Đây quán, đây là hàng ăn, khu vực hàng ăn, vẫn bán hàng ăn bình thường các bạn nha. Ăn là nước mía nè. Đây là khu vực bình chợ bình thường, ngày thường là rất là sầm uất. Ở đây thấy khá vắng. Đây. Tính ra như vậy rất thưa người các bạn. Rồi mình sẽ đi về phía con đường mà Hồ Thị Hương. Con đường này là bình thường là cũng rất là đông người ta đi về hướng chợ nhỏ này, chợ Long Khánh, núi Gia Lào, quốc lộ 1, người ta đi ngang qua, đi về phía Bảo Chánh, đi về huyện Xuân Lộc ra quốc lộ 1. Nhưng mà bữa nay cũng rất là thưa. À, các cái con đường đều thưa người hết, rất là thưa người.
trời lại gió thổi rất là mát các bạn nha, mát lạnh nè, lạnh luôn á. Bây giờ này là đã 10 giờ trưa rồi, thì đúng là thời tiết nó thay đổi như vậy thì dễ cho dịch bệnh nó lây lan là đúng rồi. Hàng quán đa số đóng cửa các bạn. Tới đường này đi xuống kia thì chợ nhỏ, nếu rẽ tay trái đi xuống chợ nhỏ rồi đi về núi Gia Lào, núi Gia Rai á. Bên này là đi qua đường này. Đi trên những đường này là những đường lớn các bạn nha. Ngày thường là ở những đường này buôn bán rất là sầm uất. Thôi mình đi đường này luôn. Đây, đây là cái đường mà đa số là buôn bán hàng ăn uống hải sản ở thành phố Long Khánh đây. Vắng vẻ hết rồi. Đóng cửa 90% là đóng cửa.
đường này là đường cách mạng tháng 8 các bạn. Đường đi qua các cái trường học, kho bạc nhà nước nè. Rồi, sáng như vậy là mình đi hầu như là rất là nhiều đường ở Long Khánh rồi các bạn ơi. Đó, thành phố Long Khánh những con đường chính lớn là mình sẽ đã đi qua rồi. Nhưng mà bây giờ nó rất vắng vẻ đúng không các bạn? Rồi, hành trình của mình xin được kết thúc tại đây các bạn nha.